Ngày 11, buổi sáng nhiệm màu. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, hãy nghĩ về đặc ân khi được sống, được suy nghĩ, được cảm nhận tình yêu. Cách dễ nhất và đơn giản nhất để đảm bảo một ngày sắp tới sẽ tràn ngập phép màu, đó là khiến cho mỗi buổi sáng của bạn tràn ngập lòng biết ơn. Khi thể hiện lòng biết ơn trong những cái hành động thông thường vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy và nhìn thấy phép màu hiện diện trong suốt cả ngày. Mỗi buổi sáng luôn có rất nhiều cơ hội để biết ơn, và việc này không khiến bạn mất thêm thời gian, bởi bạn có thể thực hiện chúng một cách tự nhiên như những việc bình thường vẫn đi làm. Việc thể hiện lòng biết ơn trong buổi sáng còn có thêm một lợi ích nữa. Khi làm những việc thường ngày, bạn có nguy cơ tổn hại chính mình bằng những suy nghĩ tiêu cực mà bạn không hề nhận ra. Bạn sẽ không thể suy nghĩ tiêu cực khi tâm trí của bạn đang bận tìm kiếm những thứ để biết ơn. Sau khi thực thi phương pháp này, bạn sẽ hạnh phúc và tự tin hơn. Ngày mới của bạn sẽ thật là tuyệt vời, nó sẽ tràn ngập phép màu. Hãy khiến hôm nay trở nên tốt đẹp nhất có thể bằng cách tập trung thực thi lòng biết ơn và phép màu vào trong các hành động buổi sáng, từ khoảnh khắc bạn mới mở mắt ra cho đến lúc bạn mang giày vào và sẵn sàng cho ngày mới. Hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn trong tâm trí. Khi chạm vào hay sử dụng bất cứ thứ gì, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn tách trà, cảm ơn cà phê, cảm ơn nước trái cây, hay là cảm ơn bữa sáng của bạn. Chúng sẽ khiến cho buổi sáng của bạn trở nên thú vị và mang đến năng lượng cho ngày mới. Hãy biết ơn những dụng cụ nhà bếp khi bạn sử dụng nấu bữa ăn sáng. Cảm ơn tủ lạnh, đĩa, bếp lò, lò nướng, hay máy pha cà phê, hay là ấm đun nước. Chúng sẽ khiến buổi sáng của bạn trở nên thật thú vị và mang đến năng lượng cho ngày mới. Hãy biết ơn những dụng cụ nhà bếp bạn đang dùng để nấu bữa ăn, tủ lạnh, bếp lò. Mỗi ngày không sót một ngày nào, hãy thực thi phương pháp nhiệm màu này. Hãy bắt đầu một buổi sáng nhiệm màu bằng lòng biết ơn, khiến cho buổi sáng của bạn thú vị hơn và mang năng lượng hơn cho ngày mới. Và tôi luôn luôn vui vẻ và năng lượng cho ngày mới, một khởi đầu mới. Hay thực thi phương pháp nhiệm màu. Hãy thực thi phương pháp nhiệm màu mỗi ngày và biến chúng thành thói quen trong lối sống của bạn. Chúc cho bạn luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Nếu bạn chưa có nhóm học tập để phát triển thì hãy tham gia cùng với Lý nhé. Thank you, I love you.